Hello, what's up? Xin chào anh em nhé. Thì mình là Nào Bác Sơ đây. Thì hôm qua mình đang chơi game thì có một bạn inbox bảo mình là anh ơi, anh có thể làm clip tặng ạch cho anh em được không? Mình cũng hơi bỡ ngỡ anh em à, mình cũng hỏi là ạch như nào vậy em? Rồi bạn đó có đưa ạch cho mình kêu anh vào xem đi. Đấy. Rồi, ạch như này anh em à. À, phải nói là VIP luôn anh em. Ạch VIP đấy, không có đùa đâu. Đấy, anh em nhìn đây. Sen đỏ Nova này. Xe lửa này, lên ba Gaia này, liệt khó này, trời ơi, Galaxy nữa này, ba con Galaxy này anh em thấy không? Đó, được chưa? Ạc này á, mình tính nha, nếu mà bán ra ạc này là phải là chắc tầm 150 đến 200 đấy anh em, không có đùa đâu. Ạc này là có hết nha anh em, có hết bài bổ trợ cho anh em chơi thoải mái luôn, công xưởng nè, ngày giam sấm xịt nè, bù nhìn sắc bụng nè, đấy. Và ba bình nè. Đó. Ngon không anh em? Quá ngon luôn. Đó, bài phép này. Ặc này là chuyên hero nha anh em. Ặc này chuyên hero, mình đã hậu qua bạn nó đã gỡ hết rồi nhưng mà mình có build hết lại. Đấy, anh em nhìn nè. Ặc này là có ba lá này nha. Đó, anh em nhìn nè, ba lá thấy không? Ngon không? Má rét thiệt chứ, đã gì còn có Trinity nữa chứ. Đấm thì thôi rồi, lượng ơi luôn. Đó, mà đây là mình chỉ build hết tạm thôi. Anh em giờ mà anh em chơi thì anh em build kiểu khác nha. Build hết lại. Đấy. Đi hero nha anh em. Đi hero. Đó, anh em coi nè. Quá ngon. Rồi. Với lại là bên này chính là tôi bỏ con này vào luôn đã. Rồi. Tiếp theo là bạn này đã có là đết Buzin. Buzin hả? Buzin gỡ hết rồi. Chắc là xe lửa. Hôm qua mình có build một đết xe lửa nữa. Lửa như này nè anh em. Đấy, cũng ngon đấy. Đây, rồng mắt lạ này. Đấy, xe lửa. Bình nè, ba hồi sinh luôn nha anh em. Mặt này có ba hồi sinh luôn, tùy anh em muốn chơi nhiều chơi. Tối đa cho một vài hai lá hơn. Đó, mình đã tự build nha anh em. Nếu mà về anh em chơi thì anh em có thể build lại. Đấy, đây là mình hồi qua mới được ạc là mình chỉ vô mình build vài lá thôi là mình ra. Đấy. Cũng không ngờ luôn ấy. Ui, nghỉ game. Bạn này nghỉ game nhưng mà không có bán anh em à. Quyết định là tặng người có duyên nha anh em. Nhưng mà người có duyên này giờ mong là nếu mà được ạc hơn rồi được ạc thì là anh em hãy cố gắng chơi nha. Ạc này thì là bạn đó không vào là 2-3 tháng nay rồi. Ạc này chuyên hero. Chuyên hero. Lấy rất là nhiều lá hero luôn. Ba lá này, di tích đồng cấp đây anh em. Nhưng mà anh em coi này là không có con phượng hoàng. Không có phượng hoàng. Anh em biết là sao không? Không có phượng hoàng có nghĩa là bạn này đã up lâu lắm rồi. Up là 2-3 tháng nay rồi. Chắc có thể là 2-3 tháng, đúng rồi. 2-3 tháng ấy, không vào game. Cho nên là không có phượng hoàng nha anh em. Đấy. Người này nghỉ lâu rồi nhưng mà thấy ạc nó bỏ không á, chắc thấy cũng tiếc cho nên là muốn tặng cho anh em nào mà hơn. Bây giờ anh em mà muốn đấy, ạc này là mình sẽ cho anh em coi quái này, 4 sao nè. Đấy anh em nhìn đi. Hình như là Bozin thì cũng có đấy, nhưng mà như được vài lá thôi. 1 3 2 2. Bozin thì chắc không đủ đánh đấy anh em. Bozin đủ đánh đấy. Bozin hả? Đây. Trời ơi, 13 lá Buzin. Được đấy, không có ít đâu anh em. À, quên nói cho anh em chứ, ạc này là hiện tại là đang ở cộng 1 nha anh em. Ạc này là đang ở cộng 1. Đây. Đang ở cộng 1. Và còn lại là 300 mảnh hồn viễn cổ, 300 mảnh hồn viễn cổ. Cộng với 2000 đá di tích. 2000 đá di tích đó anh em. Không đùa đâu. Đó. Phép này, mình vào đây mình thấy cái lá bài ngon lắm nè. Hey, chuẩn bị biến hình của hero nha, hơi bị ngon đấy. À, sen đỏ Nova này, Galaxy ba con này. Giờ mình sẽ nói là cú pháp tham gia cho anh em nha. Chỉ cần anh em đăng ký kênh, đón hai số cuối của chủ ạc, số cuối điện thoại á, đón hai số cuối điện thoại của chủ ạc. Cộng với lại là anh em ghi số Zalo của bản thân vào. Đấy, người nào trúng thì mình sẽ inbox nha anh em. Mình sẽ làm clip inbox cho bạn đó nha. Đấy, anh em nghe rõ mình sẽ nói lại nha. Là đầu tiên là anh em phải cần là đăng ký kênh và anh em đón hai số cuối của điện thoại chủ ạc, rồi anh em ghi số Zalo của bạn thân vào nha, chỉ ba cái đó thôi, dễ mà đúng không? Rồi bạn nào mà giả bộ như bạn nào mà trúng đi, bạn nào mà trúng nhưng mà bạn đó không đăng ký kênh hay là không ghi số Zalo hay là gì đó mà fashion đó, mà thiếu đó, thì là mình sẽ loại bỏ người đó nha, mình sẽ chọn người khác đó. Cho nên là bạn phải cần ba cái, phải đúng ba cái nha, phải đúng ba cái đó thì mình mới giao ạc cho bạn được đấy. Và cuối cùng đó là
cái video này mà được 1.000 năm lượt xem á thì là mình sẽ chốt nha anh em, mình sẽ chốt cái mini game này đấy. Thì cũng chỉ có vậy thôi mà chủ chủ hạch sau á thì mình mong là anh em cố gắng chơi đấy, tại vì bạn chủ hạch đầu tiên á thì là bạn ấy rất là tâm huyết với game đấy, hạch thì cũng ngon nhưng mà bạn không bán và muốn tặng lại cho người có duyên đấy, là như vậy đó anh em. Nên anh em chơi, anh em cố gắng chơi nha. Rồi, goodbye. Tạm biệt anh em nha, nhớ đăng ký kênh cho mình nha.